Có Thanh có làm gì không mà thấy em sợ vậy ạ? Nghĩa làm gì có lỗi mình vậy? Có làm gì mà Thanh khờ gặp bỏ chốt tiêu răng ngồi nói chuyện vui vẻ nãy giờ bỏ chạy rồi. Chú mất tiêu luôn rồi. Chú mất tiêu luôn rồi kìa, không thấy bóng dáng luôn rồi. Ngồi luôn. Kìa. Làm gì dám lắm vậy? Hả? Làm gì dám lắm vậy? Ông chặt cái tay là ông mới dán cái đùi. Rồi anh đi vô nó kiếm tay chứ nó chạy cho ông xuống thiệt á, chứ không phải là vợ như vậy xin kiếm. Dẫn cái đồ kia vô đây. Đệ tử. Trời ơi. Giống tôi vô công hả? Làm gì chó hả? Làm gì sợ chứ sao vậy? Trời. Làm gì gặp ông sợ vậy? Kêu Ly chạy đường ra bỏ chạy luôn rồi. Ủa kỳ Thanh. Vụ gì á? Rồi xong rồi. Dạ. Gì tình hình gì căng quá. Tình hình gì căng dữ hả? Rồi đi đâu bỏ tành? Đi xuống liễu chứ bỏ tành luôn. Hôm nay gia đình chị Liễu đủ cái chuyện hết trơn mẹ. Chúng ta đâu có thời gian qua ta thăm con đâu. Mà mẹ phải nói chúng ta bỏ tành luôn rồi. Vậy là con Thải chúng ta bỏ không? Thì mẹ nói kìa. Thải chúng ta bỏ không? Thì đừng có hổn nữa nghe. Hổn chi cho chú Kha bỏ. Mà con sợ chú Kha bỏ không? Sợ. Vì bữa hổng nói chuyện lớn tiếng với mẹ đó. Mẹ nói chú Kha bỏ thành đùn, không ngó thành đi. Mà đi. Kêu nói chuyện lớn tiếng mẹ chi mốt đừng nói chuyện lớn tiếng nữa nghe. Thì cũng đi rồi. Hả? Đi đâu đi. Đi đâu đi vậy? Chú Kha bỏ là thành chú gì? Chú gì? Cái này mặc đồ gì giống mặc đồ đi chùa vậy? Đi chùa đi đâu nữa? Thì hả? Đi rồi mới về nè. Đi chùa xong về quốc cơ phở là vậy? Vậy hả? Đi chùa là nó ăn chay nha. Nơi ông ăn chay à? Thôi đi chùa phải ăn chay quên. Xuống dưới mua đồ chay như kìa. Rồi năng lấy chú Kha đi. Này không ăn chay nghe, lát xuống dưới mua đồ chơi ăn. Chú Kha đi. Lính mà dễ gì. Trời làm gì tự nhiên bỏ chạy. Đệ tử chứ kêu nó là đệ tử chứ ra đệ tử. Bên đây là đường tăng hay gì? Đường tâm tăng. Thường thiên là thiên có đệ tử không ông. Ừ? Con mặc đồ này là con trai hợp lý luôn chứ được không vậy? Không được á. Hả? Bây giờ mặc đồ này là sáng mấy anh đừng chơi vậy anh, mấy anh đừng chơi nhạc với anh. Hả? Mặc đồ này sáng dạng trai không mặn? Ăn gì? Làm gì ngồi phanh tay không vậy? Hả? Chú Kha gầy dữ lắm gì ngồi phanh tay chứ. Sáng giờ không chưa ăn. Anh bây giờ sáng thì chưa ăn tôi mới sợ. 10 giờ mấy mà con chưa ăn lắm anh. Không, trời ơi mình không hả đâu. Không, chưa có ăn. Mới ăn rồi luôn. Mới ăn rồi luôn nhưng mà gặp mình ăn là vẫn ăn được nữa. Đó, ừ. Cái này là đâu ăn đâu. Gì hả? Muốn tôm ở trong đó. Có ly nước này ra chưa chắc uống được nè. Mới mới uống tôm phở chứ đâu ăn cơm đâu, đúng rồi. Vậy là nói đúng rồi, sáng giờ chưa ăn cơm phải không? Sáng giờ chưa ăn cơm. Ăn phở không? Chưa cơm nhưng phở phải không? Phải không? Chính xác. Đúng rồi, không ăn cơm mà ăn phở. Sáng giờ trong mùng mùng chưa ăn cơm, học cơm đi mụn luôn. Đúng rồi, ăn mụn trong mùng sao ăn cơm được. Chú ra ngoài mới ăn cơm. Rồi, báo nữa rồi. Nè, cho tiền nè. Tốn 500 rồi kìa. Tốn 500 đi chùa nó ba. Một bông cúng nó ba. Trời ơi. Chùa quá, 14 gram rồi. Bây giờ lấy không? Lấy nhà, lấy. Bây giờ lấy không? Lấy chú ra cho bông không lấy. Ừ, có cảm ơn không? Không cảm ơn lấy lại. Cảm ơn sao? Cảm ơn dân sợp mới được. Tiền vô gì? Chúc chú Kha ra. Ủa sao tự nhiên nó chuyện cho xíu lại vậy? Con đâu nhà. Cảm ơn, cảm ơn. Nhà con có rồi. Giúp đỡ cái nhà. Có chút cái tiền vô như nước gì không? Dạ, thành khó rồi. Tiền vô như nước, nước Việt Nam. Hết, bye bye. Chú Út cũng làm con sợ luôn chứ. Út chơi. Tự nhiên cái cho tiền cái nói chuyện nhỏ nhẹ chú vậy đó, ngộ vậy đó. Có quà cái là nó không nói lớn mà bình thường nói chuyện lớn lắm ấy. Vậy mồm mới mọi lần la lỡ cho tiền cái nói chuyện nhỏ xuống lần nào cũng vậy chắc sẽ sang nghiệp luôn. Cái này chị la bằng tiền hả?
Rồi một hồi là đi về nhà hay đi đâu? Rồi nó lớn lên xíu đi ông quay. Đi chợ. Mua đồ chai. Ừ, nó chứ mẹ tăng quá lớn rồi. Mua đen chai vậy? Mua lung lì tăng giảm đột ngột quá. Về sáng giờ Dũng nó con phở rồi một chai. Sáng giờ con trong mộng cho hộp cơm đụng á. Mà ăn cơm chai hay cơm mặn? Sao phở? Không, con ăn cơm chai. Đấy, sáng giờ trong mộng con không ăn cơm đâu. Sáng trong mộng không trôi ra luôn á. Dũng nó con ăn phở mặn rồi. Vậy là ăn phở bò rồi. Ê. Thôi rồi ăn có tiền phở bò luôn tơ dữ dằn. Dũng nói kìa. Có chậu. Có không Dũng? Có chậu. Có kìa. Ta đi chùa tam trai ông ơi ông. Bộ đồ đẹp dữ trời. Ta đi chùa tam trai. Ai tặng bộ đồ này mà vừa dữ vậy ta? Đi mua nè. Hả? Mua nè. Vậy hả? Thằng đó đi mua đó. Phải mua không hay là ai tặng? Mua thằng đẳng á. Chú Nga nhớ là bộ đồ này chị Trang tặng con gì nè. Tặng hai bộ lắm. Ờ phải không? Ừ. Sao nãy nó mua á? Đồ đi chỗ. Cũng hên xui vậy đó. Nói chung không nhớ ai tặng hết chứ. Đồ đó gọi là đồ gì biết không? Đồ chùa. Đồ chùa gì? Đồ chùa. Đồ chùa. Đồ chùa là người ta cho. Không có tốn tiền hả? Không có tiền mua. Bắt đầu này là phải thì mỹ đông trang nha, hiền thục. Mới đi mới về nè. Này á là con ghé quán hủ tiếu chai. Cơm chai. Thì mới hợp lý. Ừ. Bắt đầu này là con đừng ghé quán lẩu gà nồi nha, lẩu dê rồi đó. Ừ, cháo gà hát rồi đó mà không được nha. Không hợp. Mặc đồ này mà ghé mấy quán đó ăn không có hợp. Mà mặc đồ này là không có la sùm nha. Thì lắm. Cơm chai. Mà ăn phở rồi ăn chay gì nữa. Bữa nay là con ăn mặn rồi. Hôm nay Thanh có ăn chay không Dũng? Ăn 3 ngày á. Bữa ăn không? Mà ăn là ăn được nguyên ngày không? Nguyên ngày luôn á. Làm gì được. Mình đâu phải thầm, mình đâu phải Phật đâu. Mình có sáng có chịu không? Không hiểu à. Mình đâu phải Phật đâu mà ăn ngày ngày. Không phải Phật, Phật cũng Phật gì. Mình ăn chay là cái tâm mình có, không phải là ăn chay mới là gọi là Phật. Con hiểu không? Con biết ăn chay để làm gì không? Trải lòng. Ăn chay để tránh sát sanh. Sát sanh cá. Ờ. Tránh sát giết các loài động vật. Không giết cá, không giết sanh. Ờ. Trên ta đọc đó. Ờ, trên ta đọc. Là cho ý nghe bằng kinh nữa phải không? Trong giảng á, thầy giảng. Ờ, giảng sao? Giảng nó không sát sanh, không sát cá. Ờ, rồi vậy? Không... Không sát sanh với sát cá, nó khác à? Rồi, rồi. Rồi vậy, vậy hôm qua sao thấy câu cá vậy? Không giết người. Hôm qua chú đi... Trời ơi, bảy ơi. Rồi, cũng... Ờ, đúng luôn, đúng luôn. 8 tuần để 1 á. Thôi rồi, vậy là... Ừ. Ai muốn không giữ cái cha mẹ đi rồi thấy. Ờ vậy đó hả? Ờ cũng nghiên cứu dữ ha. Cắt lưỡi rồi nó đâm chỗ qua luôn á. Ồ cái ghê vậy. Trẻ á. Ờ vậy hả? Đâm trẻ chỗ nó qua sao luôn. Ờ đúng rồi. Bởi vậy mình đừng có hỗn với cha mẹ nha. Mà không hỗn cha mẹ nè. Ông đi xuống tầng tầng đi ngọc đi ông thấy liền à. Xuống dưới. Hỗn cha mẹ hay là không có hỗn? Không hỗn cha mẹ. Ờ không hỗn. Cha mẹ là xuống dưới cắt bỏ ra. À nếu mà chú ra hỗn là cũng xấu ra sao luôn phải không? Sao? Ừ, kinh đó thì không biết lẹn như vậy. Ồ, rồi. Sợ quá luôn. Nó ghê vậy. Ghê quá thật. Đâm chỗ gan sao. Trời ơi. Ghê luôn. Đâm mà chỗ gan sao luôn là thua. Cái gan cá lóc nó chui luôn rồi. Rồi nó cân nó chặt đầu xuống luôn. Trời ơi. Thôi thôi. Gần tháng 7 mà con kể nghe con sao nổi óc luôn con. Nói đây em nói đây ông về mà bệnh hổng với cha mẹ. Ừ. Vậy là con xuống tuần địa ngục đi ông thấy liền à. Ừ. Con có hổn không? Vậy nó không cho lên luôn, xuống mà không cho lên luôn á. Mà con có hổn? Ở dưới luôn á. Con có hổn không? Không. Mà... Mà địa ngục ở đâu? Con hổn với mẹ. Địa ngục ở đâu đâu? Ở dưới nào? Địa ngục á. Ở dưới xuống, nào? Xuống đó chưa? Xuống gọi lên là không xuống được luôn á. Thành xuống nó gọi luôn hả? Đâm chỗ làm sao nữa. Trời ơi con thấy không? Con coi trên truyền hình đó. À, con trên mạng á. Mà thấy là không có hiếu là bị đâm chỗ là sao luôn. Cầm bột tóc bột lên nè.
Cái ghê hả? Đâu mà trên mạng mà có mấy đó ghê hả? Coi trên truyền hình đó. Vậy hả? Nhưng mà kêu chú Kha làm sao? Phải gì? Phải giết Thảo với mẹ cha. Không, dữ dằn không? Trời như ơi. Vậy là chú Kha có hiếu Thảo chưa? Chú tu thì biết hả? Trời ơi, tu thì biết. Tại vì chú Kha chưa tu. Chú Kha chưa tu. Tu thì biết. Tu mới được em. Tu chừng 8 địa ngục. Cái gì kìa? Tu chừng 8 địa ngục rồi. Con đi xuống chứ không bao giờ lên được luôn á. Xuống dưới nó nhốt chứ luôn, không cho lên luôn á. Con hả? Tao. Đúng rồi, biết sao. Mà không cho lên luôn á. À. Mà biết sao con lên được không? Tại không lên. Không tu. Không có tu. Ủa không muốn lên là sao ta? Chồng con ở đây mà tại sao không muốn lên? Con không muốn tu. Không tu á? À. À, không muốn tu là nên ở dưới luôn. Ở dưới luôn không lên. À, ở dưới chơi với quỷ sứ á. Dưới chơi với quỷ sứ. Quá dữ luôn, chơi với quỷ sứ luôn. Ở dưới là chỗ nào Thanh biết không? Tại ông đi chùa đi, ông biết liền như vậy. Đi chùa sao biết được? Ông đi tóc trần, ông ngọc đi, ông biết liền. Thôi xuống thôi chi? Thanh nó đi rồi đó. Đâu có năng lực xuống đó. Vô cái lỗ đó, trời ơi, vô lỗ luôn, lỗ nào? Cái lỗ dài. Trời ơi, diễn tả ghê vậy. Vậy là 8 tầng luôn. 8 tầng địa ngục á. Bà Thanh đi xuống dưới rồi phải không? Phải phải đi 8 tầng luôn. Bà nào? Bảy đó. Sao con biết bà đi? Bà đi chùa mà như vậy. Đi chùa khác, đi xuống dưới khác à? Ờ, có đi chùa, có đi xuống dưới khác à nha. Ừ, đúng rồi. Rồi cái đó còn đi hoài con biết nè. Trời ơi, đi hoài nào? Địa ngục mà đi hoài gì? Thầy nhốt dưới luôn. Nhốt thầy à, dưới luôn á. Nhốt con dưới luôn hả? Không, nhốt mấy quỷ sống á. À vậy hả? Đâu cho lên bờ. Bữa nay cũng may là gặp Thanh ban ngày kể chuyện này với. Quậy à, thả ra. Con kể ban đêm là chú Thao giống gì luôn. Nó quậy à. À quậy à. Thả lên là quậy à. À quậy kêu ngoan bắt à. Bữa nào dẫn Thanh chỗ nào vắng ban đêm á, cho Thanh kể câu chuyện này nghe. Ma, đâu sợ ma, thì đó, dẫn ra đó kể câu chuyện này nó hợp nè. Mà chú Kha uống nước đi. Uống nước chị cả. Rồi chút xíu kể thêm chuyện cho chú Kha nghe. Dạ uống rồi chị cô Duy chú Kha trả tiền. Ôi chú Kha uống khác đi. Ai trả tiền? Con trả ly này. Con trả. Chắc kìa. Còn ly chú Kha kêu ai trả? Trả à, còn mấy người kia là con có trả không? Không biết. À, cái này hai cháu rồi. Cháu rồi ạ. Dạ. Không ghê không? Sao là Thanh là gì? Thanh ơi, Thanh là gì của chú Kha? Cúng mẹ đâu, mẹ có mất luôn. Ông bên cũng ngoại. Cúng mẹ nào? Nội con á. Bà chồng. À, bà chồng. Làm lăn gối nào chứ. Mua đồ cúng bà chồng. Cúng bà chồng hả? Dạ. Chưa tới đám giỗ mà. Mấy ngày nữa. Như qua đám giỗ rồi phải không? Chưa. Chưa hả? Có nghĩa là qua rồi, bây giờ mới tới năm sau mới tới nữa phải không? Mà Dũng biết ngày biết tháng không? Không biết ngày biết hả? Biết rồi nói thử nghe coi. Chắc không biết nữa đâu. Biết không? Nói thử coi. Đâu nói thử. Ngày mấy tháng mấy? Ngày mấy tháng mấy? Không biết luôn. Vậy là biết. Biết, không có. Tới ngày là biết á. Tới ngày thì biết chứ. Tới ngày đám là bữa nay là đám giỗ. Ngày đám giỗ. Ờ. Đúng rồi. Hay quá. Ừ mà tại sao mấy người đó? Thanh. Đám giỗ mình mua cái gì không biết. Thanh, mấy người đó sao mà con không trả tiền mà con trả ly chú Kha với ly con là sao? Con không biết mẹ tám luôn. Nghe hỏi kìa, trả lời kìa. Tại sao? Tại sao mà mấy ly nước đó của mấy chú trả? À, mấy chú đó có tiền hay mấy chú đó giàu nghe? Đúng rồi, mấy chú Kha. Vậy là chú Kha không có tiền hả? Chú Kha nghèo cái bà. Cao đi quay tiền đâu có. Ừ, tiền đâu có, sao có ai mới cho 50 à? Đi quay đâu có tiền đâu. Này chú Kha dai đó con. Dài đó. Còn cô dài đó liền. Quay đâu có tiền đâu. Vậy đó hả? Đâu có wheel đâu. Thôi wheel luôn. Wheel lại vậy hả? Tháng là con lãnh 500 đô á. Trời ơi, ghê hả? Tháng của... Xuống sợp mấy lần dính luôn hả? Ngon quay đó. Ngon quay là tháng 500 đô hả? 500 đô là được bao nhiêu tiền Việt? À, nó để đổi ra. Thôi kìa. 500 đô bao nhiêu tiền Việt? Tháng mà không có wheel luôn á. À vậy hả? Nó là lộn trộn vậy hả? Quay không có wheel luôn á. Mới nổ mình tháng 500 đô rồi quay không wheel gì? Quay mà cái đồ sóc cũng quay nóng không à. Quay nóng là quay gì? Nóng
mà. Bếp lửa hả? Trời ơi biết tin nóng luôn. Tóc này là chiều kêu em chồng đi đi gọi giùm nha, tóc cứng rồi nè, nha. Mấy ngày rồi, mấy ngày em gọi rồi. Chắc mấy ngày. Mấy ngày. Mấy em chồng gọi giùm con. Mấy ngày em gọi. Thì dữ hả? Trời ơi. Tiền luôn hả? Ồ sang dữ bay. Ồ, dữ hả? Gọi lại dữ tiền. Trời ơi dữ hả? Dữ hả? Gọi đầu mà có. Đi về cho thằng Dũng nó gọi chứ. Sao vậy? Đúng rồi, chồng gọi nó bị hạnh phúc con. Về bắt Dũng rồi. Cái gì? Gì? Tiệm cho các ăn. Sợ. Không có tiền mà lại tiệm. Ờ, nói vậy có gọi tiệm không? Hả? Ờ. Sang dữ bán. Sang Dũng Kha đang tỉnh. Gọi lại nhiêu tiền? Gọi lại đi chơi á. Gọi lại nhiêu tiền nói chính xác đây. Gọi lại đi chơi á. Đó, đi chơi. Vậy hả? Đi đâu? Ôi, bữa nay là 13-15 rồi. Hôm bữa không có đi chứ bữa, bây giờ đi vô cổng thì đâu có ai cấm đâu. Không có, giờ nó nói nó đi chùa rồi bắt đầu xây lại câu chuyện hồi nãy lúc nãy đó, bắt đầu kể lại câu chuyện với địa ngục rồi nữa. Rồi nó xây trở lại. Vậy kể giờ tới sáng luôn. Ờ đi chùa rồi có đầu đầu nè cho nó trở lại nè. Đầu nè cho. Ông đi về đường đó thì ông thấy liền. Cái gì? Thấy địa ngục hả? Thấy cửa thôi. Rồi bà vô khai ông nói. Dạ anh không? Ừ. Uống nước đi ha. Uống đi. Uống nước chút đi, chút tắm đi. Chào uống đi. Con chào mọi người. Uống đi. Uống đi. Cười các anh. Cười. Cười. Bye bye. Bye bye.